cơm rồi. Clip anh. Nó bắn vào giùm em được không? Dạ được, dạ được. Cảm ơn anh. Dạ được. Quay lên giùm em. Có lát bắn qua. Em có Zalo mà. Tự nhiên có không nhớ. Em có Zalo mà Di Phật, không sao. Cẩn thận có chùm chơn là được rồi Di Phật. 58 tuổi rồi. Tháng 1 2 tháng Nhi năm Tân Sửu rồi. Được về tu học với cha với mẹ rồi. Ông tức. Cảm niệm công đức của gia đình Bồ Tát đã không tiếc tiền tiếc của để chuộc mạng chúng mạng sinh mạng chúng sanh. Rất là hiếu thảo. Ai gì đó thật. Cái này chùa gì á? Dạ cái này là đình cầu bơ.